hơi mất chân rồi. Ra bóng rất là lắt léo và phải cho Huy Bảo giật hỏng. Không biết là Long Vũ có trình bài gì để ăn được Huy Bảo đây. Đều rồi, hất của ta hỏng rồi. Nào, khó quá, quá xoay. Chạm nhẹ thôi, chới hết xoáy của bóng và khiến Huy Bảo không có lực mà đánh. Xét đầu này thì có vẻ hai đối thủ đang thăm dò nhau phần nhiều. Có kìa 8-4 rồi. Huy Bảo tự nhiên là trông khá là trùng, có vẻ như anh đang thăm dò đối phương, còn trong đấy thì Long Vũ đang quyết tâm ngay từ set đầu. Long Vũ giật như vũ bao. Xét này là Huy Bảo có vẻ đứng chịu trận phần nhiều hơn. Anh không chủ động khởi công hoặc là cố gắng đối giật lại. tay ra đờ mi, ăn điểm luôn. Phát. Đục xoáy lên là cho Huy Bảo xoáy ra ngoài. Này là Huy Bảo chủ động rất trái nhiều hơn, có vẻ như rất là hiệu quả so với Long Vũ. Anh đã chủ động khởi công hơn set một rất nhiều. Thế là những quả ra bóng của Huy Bảo sẽ chủ yếu là để mở đường cho quả trái của anh đấy. Long Vũ trước rồi. Nhanh, Long Vũ bí rồi. Thẳng vào nách như thế sao mà né được. Trái khiến cho bóng mất hết lực luôn. Chắc này là Huy Bảo ăn mặc quả trái 70% đấy. Phích trái giật trái rồi chắc trái. Chứ thấy anh vâng, lại là một series trái nữa, 3 quả trái. Trái rất đẹp. Từ nãy giờ là ít khi thấy Huy Bảo tung ra quả phải chiếc bóng nào cả. Đó là Huy Bảo đang bắt nạt Long Vũ bằng quả trái. Lại quả trái nữa. Hay quá. Game ball cho Huy Bảo. Cần thôi. Đi rồi. Số 3 chứ. Lại quả trái nữa. Một nỗ lực trái sang dọc biên không thành của Huy Bảo. thì đánh lừa được Huy Bảo rồi. Làm quả trái dọc biên nữa. Cần đánh phải thì lại hỏng. Chỗ này có vẻ như Huy Bảo hơi ỉ vào trái. Sự là một phản xạ tuyệt vời. Quả đỡ mi lại của Long Vũ. Xong rồi. May rồi. Cần sử dụng quả phải của mình nhiều hơn nếu như muốn giành chiến thắng. Anh vờn trái quá nhiều rồi. Ui, hỏng rồi. Làm tiếp rồi, Huy Bảo đánh. Huy Bảo đánh mất tay thế này nhiều quá. Combo xuất sắc. thêm coi cho Mạnh Cường. Long Vũ thì đó chưa hết, kết thúc set đầu thứ 3, set thứ 4 rồi, không đều. Nỗ lực bắt bóng không thành của Huy Bảo. Long Vũ đã có điểm đầu tiên. Trời ơi, trời chỉ chờ có thế thôi. Đốt lại ngay. Quá mạnh. Long Vũ mang đến một tinh thần máu lửa hơn hẳn. Nỗ lực giật trái không thành. Không biết sao là Huy Bảo đang cố gắng dùng trái nhiều như vậy. Còn cho những quả khó nữa. Quá sung rồi. Thế rồi Long Vũ đã... Ồ, 5-0 rồi. Thôi, thế này khó cho Huy Bảo rồi. Trái rất xoáy, Long Vũ không hề nao núng. Không được rồi, phòng thủ không tốt. 6-2 dường như là Huy Bảo trận đấu này tôi thấy hơi trùng, hơi buông. Thế rồi, Long Vũ càng đánh càng sung. Trời ơi, quá liều lĩnh. Quá liều lĩnh nhưng mà lại rất hiệu quả. Đánh vào thôi là sẽ áp đảo đối thủ luôn. 8-3 cho Long Vũ. Tí nữa là 9-3 nhưng mà nó lại là 8-4. Điểm cho Huy Bảo. Chặt đục rồi. Chặt đục rồi. Hiệu quả rồi. Một điểm nữa cho Long Vũ. Còn 2 điểm nữa thôi. 2 điểm nữa thôi là Long Vũ thắng trận này. Một điểm nữa cho Huy Bảo, 6-9. Được rồi, Huy Bảo đánh rất là ác. 16 cho Long Vũ. Match point, 4 điểm match point. không, Long Vũ đã tri ân cho Huy Bảo 1 điểm. Vâng, xin chào Huy Bảo. Long Vũ đã rất xuất sắc và anh ăn Huy Bảo 3-1, trái với dự đoán của tôi lúc đầu là Huy Bảo ăn 3-1.